Mời các bạn nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện chấp 322 đến chấp 325, chương 350 đến 354. Sau khi Lục Châu bộc phát xong lực lượng phi phàm, hắn không còn đủ năng lượng để lên cao hơn nữa, bèn chậm rãi hạ xuống. Tầm nhìn dần dần khôi phục. Lục Châu ngay lập tức nhìn về phía lầu các bên kia sông, thấy thân hình ngu thượng nhung và tư vô nhai đang lướt nhanh như thiểm điện. Bạch Trạch, Bạch Trạch đạp mây nhanh chóng lao vụt đến, đón lấy Lục Châu. Lục Châu quay đầu lại nói với đám người Ma Thiên Các, việc còn lại giao cho các người. Đồ Nhi tuân mệnh. Hiện tại trong Thuận Thiên Uyển có Minh Thế Nhân, Lãnh La, Giang Ái Kiếm, Tiểu Diên Nhi và Tọa Kỵ Bị Ngạn. Thập đại tướng quân đã chết, những người còn lại đều không đáng sợ. Lục Châu khống chế Bạch Trạch tức tốc đuổi theo phương hướng U Thượng Nhung và Tư Vô Nhai bỏ trốn. Khi bay ngang qua lầu các, Lục Châu giảm tốc độ nhìn lướt qua cảnh tượng bên dưới. Có một người nằm dưới mặt đất, cánh tay dơ lên cao chỉ lên trời, trên cánh tay đã nhuốm đầy máu tươi, miệng thì thào, giáo chủ, ngài không có việc gì thì tốt quá. Lục Châu không có thời gian phản ứng người này, nhanh chóng lao vọt về phía trước. Không biết tư vô nhai làm cách nào mà có thể khiến cho nhiều người khăng khăng một mực với hắn như vậy. Trên bầu trời xa xăm đột nhiên xuất hiện một chú chim truyền tin là lướt bay tới. Chú chim hạ xuống, mổ nhẹ vào ngón tay của người kia rồi bay đi. Một lát sau, thân ảnh Diệp Tri Hành quỷ mị xuất hiện, kẹp lấy người đó rồi nhoáng một cái lại biến mất. Trong Thuận Thiên Uyển, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Sau khi bệnh ngạn điều động được nguyên khí, hai lỗ mũi của nó toát ra từng luồng hơi thở, trông như lúc nào cũng có thể nổi điên ủi người ta. Biết được sự cường đại của nó, đám binh lính và tu hành giả xung quanh, kể cả Hắc Kỵ, cũng không dám khinh thường vọng động. "Đừng nhúc nhích, ngoan nào." Tiểu Diên Nhi vỗ về bệnh ngạn. Bệnh ngạn vẫn ngồi yên rất ngoan ngoãn, đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo chẳng thèm để kẻ địch vào mắt. Đúng thật là nhìn đời bằng hai cái lỗ mũi. Lãnh la, Minh Thế Nhân và Giang Ái Kiếm lần lượt gọi ra pháp thân. Bát diệp lãnh la. Ách, tam diệp Minh Thế Nhân. Ngũ diệp Giang Ái Kiếm. Trương Nguyệt và Tiểu Diên Nhi đưa mắt nhìn sang rồi xem như không thấy, liếc nhìn về phía khác. Sau đó ba tòa pháp thân tiêu tán. Có xuất ra nhiều pháp thân hơn nữa cũng không thể rung động mọi người bằng tòa pháp thân bát diệp kim liên. Minh Thế Nhân và Giang Ái Kiếm đều thấy hơi hối hận vì đã để gọi pháp thân ra. "Đừng nhìn ta như vậy, ngũ diệp của ngươi thì giỏi lắm sao?" Minh Thế Nhân trợn mắt nhìn Giang Ái Kiếm. "Phải phải phải, ngươi lợi hại, ta chịu thua, chịu thua." Giang Ái Kiếm gật đầu. Hắn không hề nói giỡn, loại chiến đấu xuất kỳ bất ý, lấy tam diệp chém giết ngũ diệp như Minh Thế Nhân, Giang Ái Kiếm tự nhận mình không làm được. Tự nhận thua cũng chẳng có gì là mất mặt. Huống hồ nơi này còn có bát diệp lãnh la cho dù những người khác có bao nhiêu diệp đi nữa thì cũng chỉ làm nền cho bát diệp tuy lãnh la chưa hoàn toàn khôi phục tu vi nhưng gọi pháp thân ra trong giây lát thì chẳng có gì khó hắn hững hờ nhìn thi thể mạc ly nằm dưới đất giang ái kiếm đi tới bên cạnh lãnh la nhìn mạc ly đầy ghét bỏ thật thảm thảm sao ừ rất thảm lãnh la đột nhiên giơ tay lên thanh kiếm trên tay hắn còn nhuộm không ít máu của mạc ly giang ái kiếm không hiểu lãnh la định làm gì bèn lui lại một bước trong tay lãnh la toát ra nguyên khí cuồn cuộn, ngưng khí thành cương. Cương khí màu vàng vờn quanh thanh kiếm rồi không ngừng đâm vào thi thể Mạc Ly. Úi, giang ái kiếm quay đầu đi. Tình cảnh này tốt hơn hết là đừng nhìn, còn nhìn nữa chắc tâm hồn ta đóng băng luôn mất. Khắp thiên hạ này chắc chỉ có mình lãnh la có thể làm ra chuyện như vậy. Xoạt xoạt xoạt. Mấy đạo cương khí không ngừng dày vò thi thể Mạc Ly. Đây đúng thật là chém thành tám khối, nghiền xương thành cho đám người xung quanh nhìn cảnh tượng này mà tê cứng cả ra đầu lông tơ dựng đứng quả thật lãnh la và mạc ly là kẻ thù không đội trời chung mạc ly khống chế lãnh la suốt nhiều năm đã làm không biết bao nhiêu chuyện buồn nôn cho nàng ta có chém thành tám khối cũng chưa đủ để bình ổn thù hận trong lòng hắn khóe môi nhị hoàng tử lưu hoán khẽ run rẩy ngươi ngươi lưu hoán nói không ra lời sắc mặt hắn tái nhợt toàn thân vô lực sau khi hành hạ thi thể mạc ly xong Lãnh La không thèm thu hồi thanh kiếm, chỉ xoay người sửa sang lại quần áo như thể chuyện gì cũng chưa phát sinh, đồng thời mở miệng giải thích. Loại đại vu như vậy cần phải thận trọng xử lý. Nếu để ả à bị người khác điều khiển thành khôi lỗi hoặc phục sinh lại thì sẽ rất đau đầu. "Hay, khỏi cần giải thích. Ta tin ngươi được chưa?" Giang Ái Kiếm liên tục gật gù, sau đó đứng cách xa Lãnh La một chút. "Phạm Tu Văn, nếu ngươi không có lời giải thích thỏa đáng." Lưu Hoán không nhịn được nữa bèn buông lời uy hiếp. Lãnh Mỗ làm việc còn phải giải thích với ngươi à?" Lãnh La đáp. "Lãnh Mỗ?" Lưu Hoán ngơ ngác hỏi lại. Giang Ái Kiếm nhặt một thanh bội đao dưới đất lên, khẽ búng ngón tay vào lưỡi kiếm. Nghe được thanh âm thanh thúy phát ra, hắn nở nụ cười hài lòng, sau đó mới lên tiếng giải thích. "Nhị hoàng tử điện hạ, vị này mà ngươi cũng không biết sao? Hắn chính là Lãnh La, 300 năm trước từng đứng đầu trên hắc bảng, danh chấn một thời. Mọi người đều cả kinh." đám bộ hạ cũ trong hắc kỵ cũng chỉ biết phạm tu văn không hề biết đến sự tồn tại của lãnh la sau khi tứ đại hắc kỵ chết trong hắc kỵ danh không còn một người nào biết thân phận thật sự của phạm tu văn chính là lãnh la đám hắc kỵ còn lại vẻ mặt ngơ ngác thủ lĩnh hắc kỵ không phải là hàng giả do mạc ly nâng đỡ thượng vị hay sao vì cái gì bây giờ lại biến thành lãnh la rồi nhưng phân tích những thứ này thì có tác dụng gì pháp thân bát diệp đã đủ để chứng minh thân phận của hắn ánh mắt nhị hoàng tử lưu hoán như muốn tóe lửa nhìn chằm chằm hai người lãnh la thì đã sao giết ly phi thì phải đền mạng giang ái kiếm cười nói có vẻ như ngươi rất thích nắm giữ vận mệnh người khác đúng vậy giang ái kiếm bổn vương sẽ không tha cho ngươi đừng nha ta rất là sợ chết đó nhị điện hạ đừng chấp nhặt với ta giang ái kiếm bày ra vẻ mặt sợ hãi bước đến gần lưu hoán nghe giang ái kiếm nói thế lưu hoán càng thêm khinh thường cảm giác sợ hãi đối với pháp thân bát diệp của Lãnh La đã giảm đi phần nửa. Quy xuống cho bản vương, hắn chỉ vào mặt Giang Ái Kiếm nói. Giang Ái Kiếm không hề tức giận mà còn tươi cười hớn hở. Minh Thế Nhân thấy thế bèn mắng, nói lời vô dụng với hắn làm gì? Cứ đánh cho một trận rồi chờ sư phụ trở về xử lý hắn. Giang Ái Kiếm đi đến trước mặt Lưu Hoán, Lưu Hoán khẽ phất ống tay áo, quỳ xuống. Được. Soạt. Lại là tiếng đao đâm vào cơ thể, rất đặc biệt rất thanh thúy, cũng rất dễ dàng nhận ra. Trong nháy mắt, các tướng sĩ chung quanh tức giận đến đỏ mắt. Rốt cuộc bọn họ cũng đã hiểu tại sao Giang Ái Kiếm lại nhặt thanh bội đao kia lên. Chính là vì giây phút này đây. Bội đao hoàn toàn đâm xuyên qua lồng ngực nhị hoàng tử, mũi đao lộ ra ở sau lưng hắn. Lưu Hoán chừng to mắt nhìn Giang Ái Kiếm, vẻ mặt kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Trong mắt Giang Ái Kiếm đầy ý cười, hai tay nắm chặt chuôi đao vững vàng nhấn sâu lưỡi đao vào thân thể Lưu Hoán lưỡi đao nhuốm đầy máu tươi tách tách từng giọt máu trượt trên lưỡi đao rồi lạnh lùng rơi xuống đất bắn tung tóe trên phiến đá tạo thành những bông hoa máu đỏ thắm đến lóa mắt trong thuận thiên uyển yên tĩnh đến mức âm thanh máu nhỏ xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng lãnh la thấy vậy chỉ hơi kinh ngạc rồi giơ tay lên cảnh cáo ai dám động lãnh mỗ giết kẻ đó những người còn lại không một ai dám dị động giang ái kiếm vẫn mỉm cười nhìn lưu hoán chẳng biết qua bao lâu giang ái kiếm bật cười ha hả nhưng trong tiếng cười lại có vẻ buồn bã tứ hoàng tử lưu bình đứng trong góc hoa viên kinh hãi nâng tay nhưng cổ họng hắn dường như bị thứ gì nghẹn lại rốt cuộc không nói một lời chỉ bất đắc dĩ lắc đầu rút tay về sinh tử có số phú quý do trời con đường do mình tự chọn lấy cho dù có phải quỳ cũng phải tiến lên dù có chết cũng không thể oán trời trách đất khục rốt cuộc lưu hoán cũng hộc một tiếng máu tươi cuồn cuộn chảy ra không ngừng hắn đã không thể cầm cự thêm được nữa lưu hoán lấy hết sức lực toàn thân tóm lấy hai tay giang ái kiếm giang ái kiếm không né tránh mà nghiêng người về phía lưu hoán thấp giọng thì thầm vào tay hắn hơn ngàn nhân mạng trong cảnh hòa cung đang dõi theo nhìn ngươi đền tội hai mắt lưu hoán chừng to giang ái kiếm lắc đầu hai tay chợt xuất hiện cương khí ầm lưu hoán bay ngược ra sau nằm dạp dưới mặt đất trên người vẫn cắm thanh bội đao nhị hoàng tử lưu hoán chết ngay tại chỗ Giang ái kiếm cười ha hả, lại khôi phục bộ dáng lông bông đủ cợt. Ta không có cố ý. Hắc, ai mà ngờ được hắn yếu như vậy đâu. Giang ái kiếm ngay lập tức quay về đứng bên cạnh bệnh ngạn. Minh Thế Nhân, Tiểu Diên Nhi và Trương Nguyệt đều im lặng nhìn Giang ái kiếm. Tuy trên danh nghĩa Trương Nguyệt có quan hệ họ hàng với Lưu Hoán nhưng nàng lại không tiếp xúc nhiều với kẻ này. Lại thêm Lưu Hoán có mưu đồ với Ma Thiên Các nên hắn chết rồi nàng cũng chẳng thương tâm. Những người còn lại nên xử trí như thế nào? Minh Thế Nhân hào hứng hỏi nhìn bệnh ngạn hết mũi lên trời minh thế nhân cảm thấy rất phấn khích mẹ nó hắn thích nhất là loại cảm giác ỷ thế hiếp người này à không nhầm là ỷ thú hiếp người cùng lúc đó lục châu khống chế bạch trạch bay lướt qua rừng cây không biết đã truy đuổi bao lâu hắn chỉ cảm thấy đã cách mục tiêu ngày càng gần đồng thời trong lòng hắn cũng đang tính toán tốc độ của Ngu thượng nhung và tư vô nhai tuyệt đối không thể so sánh với bạch trạch chỉ cần truy đuổi thêm một chút lão phu xem đám nghiệt đồ các ngươi trốn được tới chừng nào. Bạch Trạch hiểu được ý muốn của chủ nhân nên bay lướt qua rừng núi với tốc độ cực nhanh. Không đúng, Lục Châu đột nhiên ra hiệu cho Bạch Trạch dừng lại. Bạch Trạch lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu gầm lên một tiếng vang dội. Tiếng gầm cực kỳ đáng sợ nhanh chóng tản ra từ phía. Ngô Thượng Nhung và Tư Vô Nhai bất ngờ, thân hình lảo đảo hạ xuống. Cũng may tu vi Ngô Thượng Nhung rất cao nên sau khi giật mình đã lập tức điều chỉnh lại, chậm rãi hạ xuống đất nhị sư huynh, đừng hoảng hốt. Chân tư vô nhai đạp đất, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Ngu thượng nhung bình tĩnh nói, ta không có hoảng hốt. Hình như sư phụ không đuổi theo nữa. Có đuổi theo cũng không cần sợ hãi. Ngu thượng nhung tỏ vẻ bình tĩnh tự nhiên. Tư vô nhai mặt trầm ngâm. Ngẫm nghĩ một chút thấy không ổn, tư vô nhai vội sửa lời. Nhị sư huynh tu vi thâm hậu đương nhiên là không sợ. Chủ yếu là do phược thân thần chú của đệ vừa được giải khai nên vẫn chưa thấy thoải mái lắm xin nhị sư huynh mang theo đệ nhanh chóng rời khỏi đây. Cũng được, Ngu Thượng Nhung rất sảng khoái đáp lời. Tư vô nhai không nói thêm gì, chỉ yên lặng để Ngu Thượng Nhung điều động cương khí sách mình bay lên. Hai người bay về phía cánh rừng, vừa bay vừa quay đầu nhìn lại. Chắc sư phụ không đuổi theo nữa rồi, Tư vô nhai vừa nhìn ra đằng sau vừa nói. Ngu Thượng Nhung khẽ gật đầu rồi hỏi, sao thần chú của đệ lại được giải khai? Đệ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Tư vô nhai hồi tưởng lại một màn kinh tâm động phách hắn nhìn thấy trên tòa lầu các. Đến bây giờ nhớ lại mà hắn vẫn còn thấy sợ. Dù sao thì được giải khai vẫn thuận tiện hơn, Ngu Thượng Nhung nói. Hai người tiếp tục bay nhanh, không giảm tốc độ. Tư vô nhai nhìn về phía trước, nghi hoặc hỏi, nhị sư huynh đang định đi đâu? Đến Vân Chiếu, Ngu Thượng Nhung bình tĩnh đáp. Bây giờ sao? Bây giờ, Tư vô nhai không hiểu, nhưng thấy sắc mặt Ngu Thượng Nhung đạm mạc, dường như đang không vui nên hắn không dám tiếp tục hỏi nữa. Tốc độ của Ngu Thượng Nhung rõ ràng đã nhanh hơn trước nhiều, từng mảnh rừng cây trôi tuột lại đằng sau. Sau khi giật mình nhớ ra toàn bộ đống thể đạo cụ đã rơi vào trạng thái đóng băng, Lục Châu mới quát to một tiếng không đúng. Thật xấu hổ. Truy đuổi nãy giờ lại quên mất chuyện này. Đau đầu rồi đây. Lực lượng phi phàm của thiên thư cũng đã dùng hết sạch. Bây giờ hắn đơn thương độc mã đuổi theo nghiệt đồ chẳng phải sẽ bị vả mặt hay sao. Lục Châu đứng trên lưng bạch trạch, đưa mắt nhìn đống thẻ đạo cụ trong giao diện hệ thống. Thời gian đóng băng còn tận 5 ngày. Bạch trạch, đồ nhi trương nguyệt và minh thế nhân của lão phu có phải đang gặp nguy hiểm không? Bạch trạch ngẩng đầu phát ra âm thanh nghi hoặc. Ngay khi Lục Châu sắp ra lệnh cho bạch trạch quay trở về thuận thiên uyển thì, một chiếc phi liễn màu đen đột nhiên bay lướt qua. Tốc độ của phi liễn không nhanh, lại có vẻ ung dung như thể đang đi ngắm cảnh. Không đúng, nguyên khí phát ra từ chiếc phi liễn này có vẻ không suôn sẻ, dường như nó đang gặp trục trặc gì đó. Xem hướng bay thì có vẻ chiếc phi liễn vừa bay ra khỏi những bắc thành, vì xung quanh đây chẳng còn tòa thành trì nào khác. Chỉ là, sao nơi này lại xuất hiện phi liễn? Lục Châu cảm thấy nghi ngờ. Nơi đây cách khá xa khu vực thành trì, tiến về phía bắc chỉ có rừng cây và núi non trùng điệp. Thường thì tu hành giả sẽ không rời khỏi thành trì hoặc tông môn. Vì một khi đi vào khu vực rừng rậm sẽ gặp phải một số hung thú đáng sợ. Hơn nữa nếu tu hành giả đi thành đoàn để bắt tọa kỵ thì sẽ không lái phi liễn theo làm gì, chuyện này không hợp với lẽ thường. Lục Châu điều khiển Bạch Trạch bay về phía phi liễn. Hắn muốn nhìn thử xem chủ nhân của chiếc phi liễn này là ai. Còn chưa kịp lại gần thì từ trên phi liễn đã truyền tới thanh âm. Một đám phế vật, mau dốc toàn lực mà chạy. Tông chủ, thật sự không chạy nhanh hơn được nữa trận bạo liệt năng lượng vừa rồi đã hủy đi không ít trận văn trên phi liễn tông chủ hay là chúng ta vứt bỏ phi liễn đi lỡ như bị đám ma đầu kia đuổi kịp thì xem như xong đời nghe được đối thoại lục châu càng chắc chắn đối phương cũng chạy ra khỏi nhữ bắc thành đúng là oan ra ngõ hẹp đáng tiếc bây giờ lục châu không có thủ đoạn nào để bắt bọn hắn thôi xem như các ngươi gặp may lục châu vừa định rời đi thì đột nhiên một đạo hắc ảnh phóng ra khỏi phi liễn ai dám đến gần thân ảnh kia bắn ra ngoài như thiểm điện, đánh về phía Lục Châu. Đây là đạo ẩn chi thuật, hơn nữa còn là một cao thủ. Lục Châu nhướng mày, thầm nghĩ, bạch trạch đừng để lão phu mất mặt nha. Thế nhưng, đạo hắc ảnh kia vừa tiến lại gần Lục Châu đã dừng lại, chăm chú quan sát. Điềm lành chi khí là bạch trạch. Hắn lại nhìn về phía lão giả đang đứng trên lưng bạch trạch. Cơ, cơ lão ma, ầm, đạo hắc ảnh lập tức lăng không dừng lại, miễn cưỡng tiêu tán đi lực công kích khiến cơ thể lùi ra sau rồi quỳ một gối xuống nói. Vãn bối bái kiến lão tiền bối, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Gương mặt Lục Châu vẫn bình tĩnh như nước, khi nhận ra người trước mặt hắn mới cất tiếng, đoạn hành. Đạo hắc ảnh vừa xuất hiện chính là tam thủ tọa đoạn hành của Ma Sát Tông. Sau trận đại chiến với thập phu ở canh tử trấn, tông chủ Ma Sát Tông nhậm bất bình đã tử nạn, đoạn hành lên làm tông chủ mới. Từ đó đến nay Lục Châu chưa hề gặp lại kẻ này không ngờ lại chạm mặt hắn ở đây. Đoạn Hành lúng túng nói, lão tiền bối, ngài, ngài không phải đang ở trong Nhữ Bắc Thành sao? Cớ gì đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này? Vừa hỏi xong Đoạn Hành đã lập tức hối hận. Đây chẳng phải là đang nói nhảm sao? Người ta ngồi tọa kỵ cấp truyền thuyết, còn mình ngồi phi liễn lung lay sắp đổ, tốc độ khỏi nói cũng biết. Ngươi đang truy vấn lão phu, Lục Châu vuốt dầu hỏi lại. Không không không, vãn bối nào dám? Đoạn Hành vội nói. Các ngươi đi đâu?" Lục Châu hỏi. "Chuyện này, Đoạn Hành ấp a ấp úng, đưa mắt nhìn về phương hướng Phi Liên muốn bay tới, "Đi xem náo nhiệt một chút." "Xem náo nhiệt?" Lão Tiền Bối, ngài không biết chuyện này cũng không có gì lạ. Đoạn Hành lắc đầu. Đại đệ tử và nhị đệ tử của ngài đã hẹn nhau sẽ đại chiến một trận ở Vân Chiếu Phong, chuyện này không nhiều người biết. Loại cuộc chiến cấp cao này nếu không được đến tận mắt chứng kiến thì sẽ rất đáng tiếc. Thế nên vãn bối đánh liều đến xem một phen ngươi nói là hai nhiệt đồ của lão phu là vu chính hải và ngô thượng nhung muốn quyết đấu ở vân chiếu phong lục châu giật mình hỏi đúng vậy ánh mắt lục châu nhìn về phía chiếc phi liễn của đoạn hành rõ ràng đoạn hành cũng biết không ít chuyện ở nhữ bắc thành chỉ là trùng hợp lục châu không cho là vậy rõ ràng khi lam liên nở rộ trong nhữ bắc thành phi liễn của đoạn hành đã có mặt ở đó nên mới bị hư hại như vậy suốt đoạn đường này hắn đã đuổi theo mình lục châu hờ hững nói đoạn hành có vãn bối. Đừng có dở trò trước mặt lão phu. Kẻ như ngươi sao có đủ tư cách đứng xem loại cấp bậc chiến đấu này. Vãn bối không dám. Đoạn hành lập tức đổ mồ hôi lạnh, ngón tay hắn run lên, đành thành thật nói, thực không dám giấu giếm. Vãn bối biết lão tiền bối đến những bác thành nên mới đến đó, vừa hay tận mắt nhìn thấy lão tiền bối đại triển thần uy. Tìm ta làm gì? Lục Châu hỏi. Đoạn hành lắc đầu thở dài. Hay, hiện nay ma sát tông không bằng lúc trước, ngày càng lụn bại. Các huynh đệ ai cũng muốn sinh tồn, nhưng U Minh Giáo lại quyết không chừa đường sống cho chúng ta, phải đuổi tận giết tuyệt. Vãn bối vốn định đến Ma Thiên Các xin diện kiến lão tiền bối, không ngờ lão tiền bối không có ở đó, sau khi điều tra một phen, vãn bối bèn chạy đến Nhữ Bắc Thành. Lời giải thích này cũng xem như hợp lý. Đoạn hành tiếp tục nói, sau khi phi liễn bị tổn hại, vãn bối liên tục đuổi theo phía sau lão tiền bối, sợ phi liễn quá chậm đuổi không kịp ngài. Nhớ lại chuyện vừa rồi, Đoạn Hành vội giải thích, lúc nãy hoàn toàn là hiểu lầm, Vãn Bối cứ tưởng là có người muốn tập kích mình. Nói xong, trong lòng Đoạn Hành thầm nghĩ, ngài cưỡi bạch trạch bay đi, cho dù có chậm tới đâu cũng không thể nào chậm bằng cái phi liễn nát này chứ. Ai mà ngờ được phi liễn bay chậm như vậy cũng đuổi kịp ngài, hù chết ta. Lục Châu vuốt râu gật đầu, cùng lão phu đi một chuyến đến Vân Chiếu Phong. Đoạn Hành quá đỗi vui mừng, vội vàng khom người nói, Vãn Bối tuân mệnh. Lão tiền bối đây là lần đầu tiên vãn bối được cưỡi trên lưng tọa kỵ truyền thuyết bạch trạch đó nói xong hắn đã định nhảy lên lưng bạch trạch cút lục châu khẽ quát một tiếng đoạn hành ngơ ngác núi non xinh đẹp phong cảnh động lòng người thế này nếu không thưởng thức kỹ càng chẳng phải rất đáng tiếc sao lục châu điều khiển bạch trạch chậm rãi đi về phía phi liễn đoạn hành vội nói vãn bối minh bạch mời lão tiền bối vào hắn lắc mình một cái đã xuất hiện trên phi liễn một đám phế vật, còn thất thần cái gì, nhanh ra nghênh tiếp lão tiền bối." Đoạn Hành nói. Đám đệ tử Ma Sát Tông lần lượt khom người hành lễ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lục Châu bước lên phi liễn rồi khẽ vung tay để bạch trạch rời đi. "Lão tiền bối, mời ngồi." Phi liễn này hơi nát một chút, tốc độ bay sẽ không quá nhanh, ngài chớ để ý. "Không sao." Lục Châu khẽ phất tay ngồi xuống rồi vuốt râu nói, "Chậm một chút cũng tốt." Đồng thời hắn nhìn lại giao diện hệ thống đống thẻ đạo cụ vẫn đang bị đóng băng trong khoảng thời gian này không cần phải gấp gáp làm gì trời đã về chiều phi liễn như người uống say bay chầm chậm trên bầu trời lục châu ngồi yên vừa vuốt râu vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài phi liễn không ngừng lung la lung lay nhưng không gây cản trở gì đến việc thưởng ngoạn cảnh sắc của lục châu khi trời chạng vạng tối rốt cuộc phi liễn cũng bay đến khu vực vân chiếu phong lão tiền bối chúng ta đã đến vân chiếu phong nhưng đoán chừng phải hai ngày sau đồ đệ của ngài mới xuất hiện Đoạn hành bước đến bên Lục Châu, khom người nói. Nhanh vậy sao? Lục Châu hỏi. Đoạn hành gãi gãi đầu. Thế này mà cũng gọi là nhanh. Mặt trời đã gần lặn mất tâm rồi kìa. Đoạn hành cảm thấy tự mình phi hành còn nhanh hơn nhiều. Đâm lao đành phải theo lao. Đoạn hành cười nịnh nọt, vãn bối tự mình cầm lái chạy hết tốc lực, không dám lãng phí thời gian của lão tiền bối. Lục Châu nhíu mày không nói gì, chỉ không vui phất tay. Đoạn hành xấu hổ, trong lòng không khỏi suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Suốt đoạn đường đến đây hắn chẳng dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến nhã hứng của lão tiền bối. Sao lão tiền bối còn không vui nhỉ? Lục Châu đứng dậy quan sát Vân Chiếu Phong. Những ký ức quen thuộc chạy dần dật trong não hải hắn, từng bức họa chôn sâu trong ký ức vùn vụt hiện ra. Vân Chiếu Am, Lục Châu nhìn về ngôi chùa miếu nằm trên sườn núi Vân Chiếu Phong. Suýt nữa hắn đã quên mất đây là nơi tọa lạc của Vân Chiếu Am ngôi chùa nằm cách xa Bắc Đô ngàn dặm, trông có vẻ cô độc và tịch mịch vô cùng. Thật sự là vì người xuất gia không màng danh lợi. Kiến thức của lão tiền bối thật sâu rộng. Nơi này quả thật có một ngôi chùa miếu tên Vân Chiếu Am, bên trong toàn là Nico. Đoạn hành nói. Trong lòng đoạn hành thầm nghĩ, nam nữ khác biệt, trong am toàn là Nico, bọn họ lại là một đám đàn ông, sao có thể vào trong đó được. Tu hành giả ở đâu mà chẳng được, không sợ nóng chẳng sợ lạnh, có treo mình trên ngọn cây như rơi cũng ngủ ngon như thường hạ xuống lục châu nói tuân mệnh đoạn hành lập tức điều khiển phi liễn chậm rãi hạ xuống mặt đất trong vòng bán kính trăm dặm quanh vân chiếu phong không có lấy một người ở cây cối um tùng vươn cao tới tận trời mây vách núi treo leo hiểm trở phi liễn vừa bay vào trong rừng cây rậm rạp đã bị đám lá cây mịt mù che khuất khoảng thời gian ngồi trên phi liễn lục châu cũng đã khôi phục được một ít nguyên khí bèn nhẹ nhàng nhảy xuống chân núi vân chiếu phong những người còn lại trong phi liễn cũng lục tục nhảy ra cùng đoạn hành, chỉ để lại vài người trong chừng phi liễn. Không bao lâu sau, đoàn người Lục Châu đã đến trước cổng Vân Chiếu Am. Để ta đến gõ cửa, con ngươi đoạn hành đảo một vòng rồi chủ động bước lên, gõ cửa không hề khách khí. Cộc cộc, cửa mở, một vị ni cô lớn tuổi xuất hiện trước mắt mọi người. Là ngươi, Lục Châu vừa liếc mắt đã nhận ra người này. Huyền tĩnh kinh hãi, lập tức chắp tay trước ngực, không người nói, thì ra là cơ thí chủ thật thất lễ vì đã không tiếp đón thí chủ từ xa. Bà ta mở rộng cửa. Lục Châu cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ trong vân chiếu am không có người. Sao lại để Pháp Sư huyền tĩnh tự mình ra mở cửa? Ánh mắt hắn nhìn vào bên trong sân viện, cỏ dại mọc um tùm dưới đất, lá cây rơi rụng đã phủ đầy khoảng sân, trông có vẻ điều hưu vô cùng. Các vị thí chủ, mời. Vào bên trong sân viện, Lục Châu hỏi, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Vô niệm đã rời đi từ lâu, Hiện giờ Vân Chiếu Am chỉ còn lại một mình Bần Ni, Huyền Tĩnh chắp tay trước ngực đáp. Lục Châu vuốt râu gật đầu, một mình cũng tốt, sẽ không còn vướng bận nhiều quy củ nữa. Nơi này cũng đủ lớn cho toàn bộ đám người. "Lão phu muốn ở nhờ mấy ngày." Lục Châu nói. Huyền Tĩnh nghe vậy bè nói, "Cơ thí chủ, mời sang bên này. Những người khác bà không có đủ thời gian để tận tình tiếp đãi, dù sao nơi này chỉ có một mình bà, mà bà lại chẳng có ba đầu sáu tay." Đoạn hành đành bất đắc dĩ nhún vai, nhìn thoáng qua đám huynh đệ nhà mình. Hầy, đừng nhìn ta, ở đây không có tiểu Nico cho các ngươi ngắm đâu, tự mình thu dọn phòng ốc đi. Lục Châu đi theo huyền tĩnh Pháp Sư đến một gian phòng thanh tĩnh, từ tầm nhìn, vị trí đến hoàn cảnh sống đều cao hơn một bậc so với dân viện vừa rồi. Huyền tĩnh Pháp Sư nói, xin mời. Lục Châu khẽ gật đầu rồi chắp tay đi vào gian phòng. Nội thất bên trong được bài trí rất độc đáo, trang nhã, có giá sách, bàn đọc sách còn có cả bệ cửa sổ hình tròn có thể nhìn thẳng ra ngoài dãy núi vân chiếu phong nhớ năm đó cơ thí chủ và gia sư đã cùng luận đạo trong chính căn phòng này huyền tĩnh chậm rãi nói luận đạo trên vân chiếu phong ngắm trăng trên tử hà sơn câu cá bên hồ bách diệp nhớ lại những thứ này lục châu lắc đầu thở dài thiên phú của tịnh ngôn không tồi đáng tiếc lại không thể bài trừ tạp niệm cơ thí chủ nói rất đúng gia sư cũng từng nói như vậy nàng chết như thế nào đại nạn của gia sư đến sớm 200 năm. Huyền tĩnh lắc đầu, khe khẽ thở dài. Lục Châu âm thầm suy nghĩ, tu hành giả nguyên thần cảnh có thọ mệnh 600 năm, mỗi khi mở một diệp sẽ tăng thọ mệnh thêm 50 năm. Chưa từng có ai đột phá lên cửu diệp, vì vậy không ai có thể phá được đại nạn ngàn năm của mình, thuyết pháp đại nạn ngàn năm cũng từ đó mà hình thành. Chỉ cần không tìm đường chết thì sống đến 900 năm, thậm chí là cả ngàn năm cũng không thành vấn đề. Tại sao đại nạn của tịnh ngôn lại đến sớm 200 năm? gia sư miễn cưỡng lĩnh hội cảnh giới cửu diệp cuối cùng thất bại từ đó tổn hao tinh huyết mà chết huyền tĩnh giải thích lục châu gật đầu lại là vì cửu diệp hắn nhớ tới thiên tài kiếm đạo bắc đô cùng nguyên đô trước khi chết cũng đã từng nói về việc này nhưng theo quy tắc tu hành thông thường mỗi khi con người có đột phá trong tu hành đều sẽ được gia tăng thọ mệnh tại sao chỉ có mỗi cửu diệp là lại tổn hao thọ mệnh cơ chứ trước khi gia sư lâm trung người đã từng khuyên bảo nếu trong vân chiếu am có người đột phá tới bát diệp thì không được phép cố gắng đột phá cửu diệp. Khi lão phu và nàng cùng luận bàn, nàng khí phách phấn chấn biết bao nhiêu, quyết tâm đột phá cửu diệp hừng hực như lửa cháy. Lục Châu có chút trầm chọc nói. Cơ thí chủ đã là bát diệp đỉnh phong từ lâu, ở phương diện tâm đắc và cảm ngộ hẳn đã vượt xa gia sư. Lục Châu không nói gì vì huyền tĩnh nói rất có lý. Cơ thiên đạo cũng là bát diệp viên mãn, có khi nào hắn đã xung kích cửu diệp rồi không? Như vậy, đó có phải là nguyên nhân khiến cơ thiên đạo chết? Xin thí chủ cứ tự nhiên, bần ni cáo lui. Thấy sắc trời đã muộn, huyền tĩnh không tiếp tục quấy dày, xoay người rời đi. Lục Châu vẫn lâm vào trầm tư. Có bao nhiêu cường giả tu luyện đến bát diệp đỉnh phong mà chịu dừng lại ở bát diệp đâu? Lục Châu nhớ tới thể nghịch chuyển. Nếu dung kích cửu diệp sẽ phải tổn hao thọ mệnh, vậy kẻ có thể nghịch chuyển như hắn có phải sẽ trở thành người đầu tiên bước chân vào cảnh giới cửu diệp? Suy nghĩ một lát, Lục Châu lại lắc đầu thầm nghĩ, bây giờ nghĩ ngợi mấy chuyện này cũng chẳng được gì. Cứ bình tĩnh để thăng tu vi rồi xung kích thử là biết. Trước mắt phải lo nghĩ xem làm sao bắt ba tên nhiệt đồ này lại cái đã. Lục Châu cần phải ở lại Vân Chiếu Am 5 ngày. Chỉ mong Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung đừng xuất hiện quá sớm. Thẻ đạo cụ đều đã bị đóng băng, hắn chỉ có thể trông cậy vào lực lượng phi phàm của thiên thư. Nghĩ vậy, Lục Châu ngồi xếp bằng trên giường, quay mặt về phía hồ Bách Diệp bên ngoài cửa sổ, bắt đầu tiến vào trạng thái lĩnh hội thiên thư trong màn đêm u tĩnh tại một khu vực lân cận bách diệp hồ ánh trăng phản chiếu soi mình dưới nước ngô thượng nhung cắm trường sinh kiếm dưới đất hai bàn tay đặt trên chuôi kiếm thở dài nói sau khi trận chiến này kết thúc ta sẽ mai danh ẩn tích ở gần bách diệp hồ để thấy sao tư vô nhai ngồi cách đó không xa đang đả tọa điều tức nghe vậy bèn nở nụ cười nơi này đúng là không tệ nhưng đáng tiếc là lại cách vân chiếu phong không xa Ý của hắn chính là, đó là nơi trước kia sư phụ từng ở. Huynh dám sao? Nếu là lúc bình thường, tư vô nhai sẽ không dám nói chuyện với nhị sư huynh kiểu này. Ngu thượng nhung buông trường sinh kiếm ra, lưỡng thững bước về phía Bách Diệp Hồ. Chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Ngu thượng nhung chậm rãi bước đi trên mặt hồ như đi trên mặt đất, toàn thân không dính một giọt nước nào. Hắn khẽ vung tay, vù, trường sinh kiếm lao ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lóe lên ánh đỏ trong cực kỳ chói mắt giữa trời đêm kiếm vào tay, bách diệp hổ oanh động. Nước văng đầy trời rồi lại rơi xuống ảo ảo như con thác. Ngu Thượng Nhung vẫn đứng trên mặt nước, không sử dụng hộ thể cương khí, bắt đầu huy động trường sinh kiếm. Bóng kiếm nhanh như tia chớp xoay tròn quanh thân Ngu Thượng Nhung. Phanh phanh phanh. Tất cả những giọt nước bắn tới đều bị Ngu Thượng Nhung dùng tốc độ vô cùng đáng sợ đánh bay. Những giọt nước bị dội ngược văng lên thân cây quanh hồ tạo thành vô số lỗ thủng. Chốc lát sau, mặt hồ lại trở nên yên tĩnh kỹ năng sử dụng kiếm của Ngu Thượng Nhung đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Cũng chỉ có mình hắn làm được việc không dùng tới nguyên khí, chỉ đơn thuần dựa vào kỹ xảo dùng kiếm để ngăn nước làm ướt người mình. Loạt soạt, đám cây cối xung quanh hồ ngã rào rào xuống. Trường sinh kiếm lại tra vào vỏ. Ngu Thượng Nhung ôn hòa nói, thất sư đệ, luận về kiếm thuật thì chiêu này của ta thế nào? Tư vô nhai chân thành đáp. Luận kiếm thuật, nhị sư huynh là đệ nhất đương thời. Thế nên, cho dù là sư phụ tự mình đến đây để cũng không cần phải lo lắng. Khi Ngu Thượng Nhung nói ra những lời này, Tư Vô Nhai đương nhiên tin tưởng. Nếu không suốt thời gian qua hắn đã chẳng liên tục thông báo vị trí của sư phụ cho Ngu Thượng Nhung làm gì. Nào là tả tâm thiền, kiếm thánh la sĩ tam, thư hùng song kiếm chắc bình. Ngu Thượng Nhung đều không hề sợ hãi tiến đến diệt trừ. Nhưng xưa khác nay khác. Tư Vô Nhai nói, nhị sư huynh, không phải ta chất vấn thực lực của huynh. Mà là sư phụ lão nhân ra người hình như, thật sự đã có đột phá. Ngu thượng nhung nhớ mày. Hai chân hắn không hề ướt nước sông, hắn đạp từng bước quay về chỗ tư vô nhai, cương khí tung hoành khiến nước đọng trên giày lập tức trở nên khô ráo. Ngu thượng nhung đứng trước mặt tư vô nhai, chờ nghe hắn giải thích. Tư vô nhai nói, ở bên ngoài thuận thiên uyển, ta đã nhìn thấy sư phụ chân đạp lam liên. Ban đầu ta cho rằng đó là lực lượng của tầng bình chướng, nhưng rõ ràng là không phải. Khi lam liên nở rộ có thể giải khai thần chú trên người ta, mà tầng bình chứng không hề có hiệu quả này. Đệ chắc chứ, Ngu Thượng Nhung hỏi. Chắc chắn, Tư Vô Nhai nghiêm túc nói, có lẽ. Sư phụ lão nhân ra người thật sự đã tìm được phương pháp đột phá đại nạn thọ mệnh. Nghe nói vậy, vẻ mặt Ngu Thượng Nhung vẫn ôn hòa nhưng trong giọng nói đã nhốm chút không vui. Sư đệ, nếu đệ muốn dùng loại thủ đoạn này để gạt đi ý định chiến đấu của ta và đại sư huynh thì e là đệ phải thất vọng rồi. Sư huynh hiểu lầm, ta thật sự không có ý đó. Tư vô nhai vội nói. Ngu Thượng Nhung đáp, chỉ mong là vậy. Ta thể có trời đất, thật sự không phải như vậy. Tư vô nhai giơ ba ngón tay lên trời. Ngu Thượng Nhung không nói tới đề tài này nữa mà chậm rãi xoay người. Trường sinh kiếm bay đến giữa lồng ngực hắn. Thất sư đệ, đệ cảm thấy giữa ta và đại sư huynh, ai sẽ thắng? Ngu Thượng Nhung hỏi. Lại nữa rồi. Toàn hỏi khó người ta. Trong lòng tư vô nhai nghẹn ngào nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, đương nhiên là nhị sư huynh rồi. Ta cũng cho là vậy. Ngu thượng nhung ôn hòa nói. Đã khuya rồi, thất sư đệ nghỉ ngơi sớm đi. Vừa dứt lời, phía vân chiếu phong đột nhiên lập loài quang mang màu xanh lam, tựa như đom đóm giữa trời đêm. Đáng tiếc là cảnh tượng này ở quá xa, cách đến mấy dặm nên từ chỗ của bọn họ không thể nhìn thấy gì ngoài màn đêm hắc ám. Tư vô nhai tiếp tục đả tọa điều tức. Hắn nhất định phải cố hết sức khôi phục tu vi trong vòng mấy ngày này, không thể lãng phí một giây một phút nào. Tư vô nhai đả tọa suốt đêm sáng sớm hôm sau khi mặt trời nhô lên hạt sương rơi lên mặt tư vô nhai mát lạnh khiến hắn giật mình thức tỉnh vừa mở mắt ra đã thấy nhị sư huynh đang đứng bên cạnh mình tay chỉ về phía vân chiếu am có khói bếp tư vô nhai rất muốn nói một câu sư huynh à sáng sớm đứng cạnh người ta như vậy rất là đáng sợ đó có biết không nhưng hắn cũng chỉ có thể nuốt vào bụng để đã điều tra vân chiếu am sau khi pháp sư chủ trì vô niệm bị mất hết tu vi bà ta đã rời khỏi vân chiếu am những người còn lại chẳng làm được gì nên cũng đã giải tán hiện giờ chỉ còn lại một mình pháp sư huyền tĩnh ở lại trèo trống sao bây giờ lại có khói bếp xuất hiện niềm vui thú mà thôi ngô thượng nhung nhẹ nhàng đáp có đôi khi niềm vui thú của con người đơn giản như thế đó sư đệ đệ không hiểu được niềm vui khói lửa của nhân gian có lẽ vậy tư vô nhai nói ta biết đệ muốn nói gì ngô thượng nhung nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó chân đạp đại địa toàn thân bay thẳng lên trời trường sinh kiếm trong tay huy động một tòa pháp thân bát diệp nở rộ giữa trời pháp thân cao đến 10 trượng bát diệp kim liên xoay tròn tạo thành ánh sáng vàng rực rỡ đến chói mắt ngô thượng nhung đứng bên trong pháp thân khoanh tay cười nói sư đệ sau trận chiến này kiếm đạo của ta không có đối thủ sau đó hắn lại nói thêm một câu trừ sư phụ lão nhân ra người ra ánh mắt tư vô nhai nhìn tòa pháp thân này vô cùng phức tạp có đôi khi hắn cảm thấy nhị sư huynh rất ngốc có đôi khi lại cảm thấy mình không hiểu nổi huynh ấy. Trước giờ hắn vẫn luôn tự hỏi, vị kiếm ma khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật này rốt cuộc đang theo đuổi thứ gì. Trong Vân Chiếu Am, Lục Châu mở mắt nhìn về phía tòa pháp thân cao 10 trượng cách Vân Chiếu Phong mấy dặm. Bách Diệp Hồ, nhiệt đồ, thời gian đóng băng còn hơn 4 ngày, bây giờ có gấp gáp cũng không làm nên chuyện, chẳng bằng kiên nhẫn chờ đợi thì hơn. Lão tiền bối, có biến, phát hiện có pháp thân bát điệp, giọng nói đoạn hành từ bên ngoài truyền đến. Đã biết, Lục Châu thản nhiên nói. Đoạn hành vốn định hỏi ngài không ra tay sao, nhưng cảm thấy như vậy quá mạo phạm cao thủ bậc này. Lão tiền bối có ra tay hay không thì liên quan gì đến ngươi. Thế là đoạn hành không người nói, xin chờ tin tức tốt của lão tiền bối. Dù sao thì ma sát tông và cả đoạn hành hắn đều chỉ có thể làm chân chạy vật và trợ uy trước khi chiến đấu, những chuyện khác bọn hắn muốn giúp cũng không được. Người ta là pháp thân bát diệp đó, phàm là người có đầu óc bình thường đều biết không nên tới gần. Sau khi pháp thân biến mất, Bách Diệp Hồ lại trở nên yên tĩnh. Lục Châu nhắm mắt lại lần nữa, tiếp tục lĩnh hội thiên thư. Một ngày sau, Lục Châu cảm giác được lực lượng phi phàm của thiên thư chỉ mới khôi phục được một phần năm. Trình độ lực lượng cỡ này giỏi lắm cũng chỉ đánh lui được cao thủ nguyên thần cảnh, vẫn chưa đủ với hắn. Nhưng Lục Châu cũng không còn cách nào khác, thời gian quá ngắn mà tốc độ lĩnh hội không được đề thăng ngoài cửa lại truyền đến thanh âm lão tiền bối phi liễn của u minh giáo đến rồi lục châu từ từ mở mắt đáp lại một chữ tốt rồi đứng lên chắp tay sau lưng bước ra khỏi phòng đám người ma sát tông và đoạn hành cung kính đứng thẳng hiện tại đã có thể xác định đại đệ tử và nhị đệ tử của ngài sẽ quyết chiến một trận đỉnh phong trên bách diệp hồ đúng là một nơi rất tuyệt để luận bàn đoạn hành nói lục châu không để ý đến đoạn hành mà bước ra khỏi sân viện hắn cần tìm một nơi thích hợp hơn để quan chiến, tầm mắt không bị giới hạn như ngồi trong phòng. Tuy ở Bách Diệp Hồ tầm nhìn rất tốt nhưng loại cấp bậc chiến đấu này động một tí là di chuyển cả vài dặm, rất dễ dàng rời khỏi khu vực chiến đấu. Lục Châu đi về phía đỉnh núi Vân Chiếu Phong, đồng thời nhìn thấy một chiếc phi liễn cực lớn màu đen từ xa bay về phía Bách Diệp Hồ. Đoạn hành và đám người ma sát tông nhanh chóng lướt trên các bậc thang, đi theo phía sau Lục Châu. Khi ngẩng đầu, ai nấy đều nhìn thấy chiếc phi liễn kia.